Tòa án Nhân quyền châu Âu yêu cầu Nga trả khoản tiền 1,9 tỷ euro cho các cựu cổ đông của tập đoàn đã ngừng hoạt động Yukos. Tuy nhiên, phán quyết này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nga. Tập đoàn do ông Mikhail Khodorkovsky đứng đầu, ông từng là người giàu nhất nước Nga, phải vào tù 10 năm sau khi bị buộc tội trốn và gian lận thuế. Tòa án nói giới chức Nga dưới thời Tổng thống Putin đã thao túng hệ thống luật pháp làm phá sản Yuko và tống giam chủ tịch Mikhail Khodorkovsky. Phán quyết này như một đòn giáng mạnh vào Nga khi nước này đang chịu sức ép từ lệnh trừng phạt của Mỹ và EU quanh vấn đề Nga ủng hộ phe ly khai chống lại chính phủ Ukraine. Bộ Tư pháp của Nga cho biết phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu là không công bằng và cho biết sẽ kháng cáo trong vòng 3 tháng. Hồi đầu tuần này, tòa án ở Hague yêu cầu Nga phải trả 50 tỷ đô la Mỹ cho các cổ đông từng sở hữu Yuko. Tòa án cũng phán quyết Nga phải trả thêm 300.000 euro cho các loại phí tổn và chi phí. Yuko đã tranh luận trong tòa án rằng Nga đã áp đặt các loại thuế không có thật thông qua một cuộc đấu giá giả tạo. Yuko bị giải tán năm 2007 sau khi nộp đơn phá sản năm 2006. Tháng 12 năm ngoái, ông Mikhail Khodorkovsky được Tổng thống Putin ân xá.